Bài 5, quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á. Hướng dẫn trả lời. 1. Quá trình xâm lược và cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á. Nhận biết. 1A, 2A, 3A, 4A, 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 14A, 15A, thông hiểu. 1A, 2A, 3A, 4A, quá trình xâm lược và cai trị của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á. Nhận biết. Quá trình xâm lược. Câu 1. Từ đầu thế kỷ 16, các nước phương Tây mở rộng quá trình xâm nhập vào khu vực nào sau đây? Các nước Đông Nam Á. B. Các nước châu Phi. C. Các nước Mỹ Latin. D. Các nước Trung Đông. Câu 2. Trong thời gian đầu của thế kỷ 16, thực dân phương Tây xâm nhập vào các nước Đông Nam Á thông qua: A. Hoạt động buôn bán và truyền giáo. B. Hoạt động thể thao và du lịch. C. Hoạt động chiến tranh xâm lược. D. Hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên. Câu 3. Để chuẩn bị quá trình xâm lược, các nước châu Âu đã mở rộng giao thương bằng hình thức nào? A. Thông qua các thương điếm. B. Thông qua các phường, hội thủ công. C. Thông qua các làng nghề truyền thống. D. Thông qua buôn bán độc quyền. Câu 4. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây vào các nước Đông Nam Á thông qua hình thức chủ yếu nào sau đây? A. Hoạt động buôn bán và truyền giáo. B. Hoạt động thể thao và du lịch. C. Tiến hành chiến tranh xâm lược. D. Khai thác tài nguyên thiên nhiên. Câu 5. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây được tiến hành khi các nước Đông Nam Á: A. Mới được hình thành. B. Đang là thuộc địa của Trung Hoa. C. Đang ở giai đoạn phát triển đỉnh cao. D. Bước vào thời kỳ khủng hoảng. Câu 6. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh chế độ chính trị như thế nào? A. Chế độ phong kiến bị khủng hoảng, suy thoái. B. Chế độ phong kiến ổn định, phát triển. C. Chủ nghĩa tư bản được xác lập ở nhiều nước. D. Chủ nghĩa tư bản phát triển thành chủ nghĩa đế quốc. Câu 7. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh xã hội như thế nào? A. Xã hội phong kiến rơi khủng hoảng, suy thoái. B. Xã hội phong kiến ổn định và phát triển. C. Mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng gay gắt. D. Xã hội hỗn loạn do các cuộc chiến tranh. Câu 8. Quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào khu vực Đông Nam Á diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế như thế nào? A. Kinh tế rơi vào khủng hoảng, suy thoái. B. Kinh tế ổn định và phát triển. C. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh. D. Kinh tế công thương nghiệp phát triển mạnh. Câu 9. Sự khủng hoảng, suy thoái về chính trị, kinh tế, xã hội của chế độ phong kiến các nước Đông Nam Á được biểu hiện qua: A. Nhiều cuộc nổi dậy chống lại chế độ phong kiến. B. Kinh tế tư bản chủ nghĩa bị kìm hãm, chèn ép. C. Cuộc đấu tranh giữa tư sản và vô sản ngày càng gay gắt. D. Nhiều cuộc chiến tranh xâm lược diễn ra. Câu 10. Đối tượng đầu tiên thu hút sự chú ý của thực dân phương Tây khi xâm lược các nước Đông Nam Á là: A. Đông Nam Á hải đảo. B. Đông Nam Á lục địa. C. Bán đảo Đông Dương. D. Bán đảo Indonesia. Câu 11. Nguyên nhân dẫn đến các nước Đông Nam Á hải đảo trở thành đối tượng đầu tiên bị chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược là: A. Dầu tài nguyên, có nguồn nguyên liệu và hàng hóa phong phú. B. Chế độ phong kiến rơi vào khủng hoảng, suy thoái. C. Chiến tranh thường xuyên diễn ra, chính trị không ổn định. D. Có nền quân sự yếu nên dễ dàng bị đánh bại. Câu 12. Nguyên nhân dẫn đến các nước Đông Nam Á hải đảo trở thành đối tượng đầu tiên bị chủ nghĩa thực dân phương Tây xâm lược là: A. Khu vực nằm trên tuyến đường biển huyết mạch Đông Tây. B. Chế độ phong kiến rơi vào khủng hoảng, suy thoái. C. Dân số đông, nguồn lao động ngành nghề chiếm đa số. D. Có nền quân sự yếu nên dễ dàng bị đánh bại. Câu 13. Năm 1511, Bồ Đào Nha đánh chiếm vương quốc nào ở Đông Nam Á? A. Malacca. B. Đại Việt. C. Lan Sang. D. Campuchia. Câu 14. Sau cuộc chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha 1898, Philippines trở thành thuộc địa của nước nào? A. Mỹ. B. Tây Ban Nha. C. Bồ Đào Nha. D. Pháp. Câu 15. Từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20, nước nào ở Đông Nam Á đã trở thành thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha? A. Myanmar. B. Philippines. C. Indonesia. D. Campuchia. Câu 16. Hình ảnh ở bảo tàng hàng hải ở Malacca, Malaysia được mô phỏng lại từ con tàu nào của thực dân Bồ Đào Nha? A. Tàu Visalia. B. Tàu Frigate. C. Tàu Flodermar. D. Tàu SMS Victory. Câu 17. Đến đầu thế kỷ 20, bằng những hình thức khác nhau Anh đã xâm lược và thiết lập các cai trị ở quốc gia Đông Nam Á nào sau đây? A. Malaysia, Singapore, Brunei. B. Philippines, Indonesia. C. Việt Nam, Lào, Campuchia. D. Thái Lan, Myanmar. Câu 18. Từ đầu thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20, bằng những hình thức khác nhau chủ nghĩa thực dân phương Tây đã: A. Hoàn thành quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á lục địa. B. Hoàn thành quá trình xâm lược các nước Đông Nam Á hải đảo. C. Hoàn thành quá trình xâm lược các nước bán đảo Đông Dương. D. Hoàn thành quá trình xâm lược các Đông Nam Á. Câu 19. Từ giữa thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20, thực dân Tây Ban Nha đã xâm lược và thiết lập các cai trị ở quốc gia Đông Nam Á nào sau đây? A. Myanmar. B. Philippines. C. Indonesia. D. Campuchia. Câu 20. Vào
đầu thế kỷ 19, chủ nghĩa thực dân phương Tây bắt đầu quá trình xâm lược các nước thuộc khu vực nào sau đây ở Đông Nam Á? A. Đông Nam Á hải đảo. B. Đông Nam Á lục địa. C. Bán đảo Đông Dương. D. Bán đảo Indonesia. Câu 21. Đến cuối thế kỷ 19, ba nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia đã trở thành thuộc địa của A. Thực dân Pháp. B. Thực dân Anh. C. Thực dân Hà Lan. D. Thực dân Tây Ban Nha. Câu 22. Đến đầu thế kỷ 19, thực dân phương Tây đã hoàn thành quá trình xâm lược các nước thuộc khu vực nào sau đây? A. Đông Nam Á. B. Châu Phi. C. Mỹ Latin. D. Trung Đông. Chính sách cai trị. Câu 23. Thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách cai trị về chính trị ở các nước Đông Nam Á bằng hình thức nào? Nhiều hình thức khác nhau. B. Trực tiếp nắm mọi quyền hành. C. Bảo hộ chính quyền phong kiến. D. Thúc đẩy dân chủ ở thuộc địa. Câu 24. Về chính trị, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã A. Duy trì thế lực phong kiến ở địa phương. B. Sử dụng giai cấp tư sản làm tay sai. C. Sử dụng chế độ quân chủ lập hiến. D. Đưa giai cấp vô sản lên nắm quyền. Câu 25. Để chia rẽ khối đoàn kết và sức mạnh dân tộc của các nước Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách A. Chia để trị. B. Kinh tế chỉ huy. C. Cấm đạo Thiên Chúa. D. Tìm và diệt. Câu 26. Lực lượng nào sau đây được thực dân phương Tây sử dụng để bảo vệ bộ máy cai trị và đàn áp sự phản kháng của nhân dân thuộc địa? A. Lực lượng quân đội người bản địa. B. Lực lượng quân đội chính quy của thực dân. C. Lực lượng lính đánh thuê của các nước khác. D. Lực lượng khủng bố được thực dân đào tạo. Câu 27. Chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị của thực dân phương Tây ở các nước Đông Nam Á là A. Tiêu diệt các thế lực phong kiến địa phương để thâu tóm quyền hành. B. Để cho người bản xứ nắm các chức vụ chủ chốt trong bộ máy cai trị. C. Đàn áp các cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Đông Nam Á. D. Không cho phép người bản xứ tham gia vào bộ máy hành chính. Câu 28. Về kinh tế, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện các chính sách nhằm biến những nước này thành A. Nơi cung cấp nguyên liệu cho chính quốc. B. Những trung tâm sản xuất lớn trên thế giới. C. Những nước có nền kinh tế nông nghiệp phát triển. D. Những nước có nền kinh tế thương nghiệp phát triển. Câu 29. Về kinh tế, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện các chính sách nhằm biến những nước này thành A. Thị trường tiêu thụ hàng hóa cho chính quốc. B. Những trung tâm sản xuất lớn trên thế giới. C. Những nước có nền kinh tế nông nghiệp phát triển. D. Những nước có nền kinh tế thương nghiệp phát triển. Câu 30. Về kinh tế, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện các chính sách bóc lột, khai thác ngầm. A. Phục vụ lợi ích cho chính quốc. B. Tạo điều kiện cho kinh tế thuộc địa phát triển. C. Phát triển hài hòa các ngành kinh tế ở chính quốc. D. Phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở thuộc địa. Câu 31. Về văn hóa xã hội, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách A. Thúc đẩy kinh tế các nước thuộc địa phát triển. B. Tìm hãm người dân thuộc địa trong tình trạng lạc hậu. C. Chú trọng phát triển hệ thống giao thông vận tải. D. Thực hiện các chính sách nhằm nâng cao mức sống người dân. Câu 32. Về văn hóa xã hội, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện các chính sách A. Phát triển kinh tế ở những nơi có điều kiện phù hợp. B. Tìm hãm người dân thuộc địa trong tình trạng nghèo đói. C. Chú trọng phát triển hệ thống giao thông vận tải. D. Thực hiện các chính sách nhằm xóa đói, giảm nghèo. Câu 33. Về văn hóa xã hội, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện các chính sách A. Thúc đẩy kinh tế các nước thuộc địa phát triển. B. Làm xói mòn giá trị truyền thống của các quốc gia. C. Chú trọng phát triển hệ thống giao thông vận tải. D. Thực hiện các chính sách nhằm xóa đói, giảm nghèo. Câu 34. Về văn hóa xã hội, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện các chính sách A. Mở lớp dạy học, du nhập văn hóa phương Tây. B. Chính sách mua dân, áp bức văn hóa. C. Phát triển giáo dục, hòa hợp về văn hóa. D. Thực hiện cải cách nâng cao dân trí. Câu 35. Đây là hình ảnh của một thủ lĩnh của thổ dân ở đảo Mactan, người anh hùng dân tộc của Philippines. A. Domingo Lamco. B. Andres Bonifacio. C. Lapu Lapu. D. Jose Rizal. Câu 36. Hình ảnh này mô tả cuộc tấn công xâm lược của thực dân Anh vào nước nào ở khu vực Đông Nam Á? A. Việt Nam. B. Siem. C. Miến Điện. D. Philippines. Câu 37. Hình ảnh này mô tả cuộc tấn công xâm lược của Liên quân Pháp Tây Ban Nha vào nước nào ở khu vực Đông Nam Á? A. Việt Nam. B. Siem. C. Miến Điện. D. Philippines. Câu 38. Hình ảnh vẽ lại tình cảnh của người dân Indonesia dưới ách thống trị của A. Thực dân Hà Lan. B. Thực dân Pháp. C. Thực dân Tây Ban Nha. D. Thực dân Anh. Câu 39. Về văn hóa xã hội, sau khi thiết lập nền thống trị ở Đông Nam Á, thực dân phương Tây đã thực hiện các chính sách A. Mở lớp dạy học, du nhập văn hóa phương Tây. B. Đầu độc người dân bản địa bằng rượu và thuốc phiện. C. Phát triển giáo dục, hòa hợp về văn hóa. D. Thực hiện cải cách nâng cao dân trí cho người dân. Công cuộc cải cách ở Siem nhận biết. Câu 1. Vào giữa thế kỷ 19, vương quốc Siem đứng trước nguy cơ bị xâm lược của A. Thực dân phương Tây. B. Thực dân Tây Ban Nha. C. Thực dân Anh. D. Thực dân Pháp. Câu 2. Đến cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn giữ được độc lập? A. Indonesia. B.
IV đã thực hiện chính sách. A. Đóng cửa, cấm mọi hoạt động giao thương. B. Cải cách, mở cửa buôn bán với bên ngoài. C. Cấm truyền giáo trên phạm vi cả nước. D. Chú trọng giao thương với Trung Quốc. Câu 4. Sau khi lên nắm chính quyền 1868, vua Rama V đã thực hiện chính sách. A. Đóng cửa, cấm mọi hoạt động giao thương với bên ngoài. B. Cải cách về kinh tế, xã hội, hành chính, giáo dục, ngoại giao. C. Cấm tuyên truyền các tôn giáo trên phạm vi cả nước. D. Chú trọng giao thương với các nước Đông Nam Á. Câu 5. Về kinh tế, vua Rama V đã thực hiện chính sách gì trong công nghiệp? A. Khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp, đường sắt. B. Chú trọng đầu tư vào các ngành công nghiệp nhẹ. C. Hạn chế sự phát triển của các ngành công nghiệp. D. Nhà nước nắm độc quyền đầu tư vào công nghiệp. Câu 6. Về kinh tế, vua Rama V đã thực hiện chính sách gì trong nông nghiệp? A. Miễn trừ và giảm thuế nông nghiệp. B. Tăng cường cấp đoạt ruộng đất. C. Đánh thuế nằm vào các sản phẩm nông nghiệp. D. Nhà nước nắm độc quyền về xuất khẩu nông sản. Câu 7. Từ năm 1892, vua Rama V tiến hành cải cách hành chính theo mô hình của A. Nhật Bản. B. Trung Quốc. C. Phương Tây. D. Ấn Độ. Câu 8. Năm 1898, chương trình giáo dục đầu tiên ở nước Xiêm do vua nào ban hành? A. Vua Rama IV. B. Vua Rama III. C. Vua Rama V. D. Vua Rama II. Câu 9. Để xóa bỏ các hiệp ước bất bình đẳng đã ký, năm 1897 vua Rama V đã công du đến A. Khu vực Mỹ Latin. B. Các nước châu Phi. C. Các nước châu Âu. D. Trung Quốc. Câu 10. Để bảo vệ nền độc lập của nước mình, vua Rama V đã ký hiệp ước nhượng vùng lãnh thổ ở Lào và Campuchia cho A. Tây Ban Nha. B. Anh. C. Pháp 1907. D. Trung Quốc. Câu 11. Để bảo vệ nền độc lập của nước mình, vua Rama V đã ký hiệp ước nhượng vùng lãnh thổ ở Mã Lai cho A. Tây Ban Nha. B. Anh 1909. C. Pháp. D. Trung Quốc. Câu 12. Những nội dung cải cách của vua Rama V đã được xem phát triển theo A. Con đường xã hội chủ nghĩa. B. Thể chế tổng thống liên bang. C. Liên kết với các nước trong khu vực. D. Con đường tư bản chủ nghĩa. Câu 13. Những nội dung cải cách của vua Rama V đã góp phần đưa nước Xiêm từng bước A. Tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. B. Đưa nước Xiêm trở thành một cường quốc về quân sự. C. Xác lập sự thống trị của chủ nghĩa tư bản ở Đông Nam Á. D. Hội nhập với thế giới trong giai đoạn tiếp theo. Câu 14. Đây là hình ảnh của vua nào ở nước Xiêm? A. Vua Chulalongkorn. B. Vua Prabhudai Yosa Chulalongkorn. C. Vua Prabhudai Lowatthai Navalai. D. Vua Phra Nam Rao. Câu 15. Đây là hình ảnh về một trường đại học ở Thái Lan được thành lập từ năm 1917. A. Chulalongkorn. B. Mahidol. C. Chiang Mai. D. Thammasat. Thông hiểu. Câu 1. Vì sao Xiêm là nước duy nhất ở khu vực Đông Nam Á giữ được nền độc lập và chủ quyền đất nước trước sự bành trướng của thực dân phương Tây? A. Do thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo. B. Do Xiêm là nước có tiềm lực mạnh về kinh tế. C. Xiêm liên minh quân sự chặt chẽ với nước Mỹ. D. Xiêm đã tiến hành cuộc cách mạng tư sản sớm. Câu 2. Dựa trên cơ sở nào mà chính phủ Xiêm có thực lực để thực hiện đường lối ngoại giao mềm dẻo giữ vững nền độc lập và chủ quyền đất nước? A. Những thành tựu đạt được từ công cuộc cải cách. B. Xây dựng và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây. C. Do sự viện trợ từ bên ngoài, nhất là Anh và Pháp. D. Thường xuyên tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược. Câu 3. Trước sự bành trướng của thực dân phương Tây, nước Xiêm đã lựa chọn con đường nào để tránh nguy cơ bị xâm lược? A. Tiến hành cải cách, mở cửa đất nước. B. Thực hiện chính sách bế quan, tỏa cảng. C. Liên minh quân sự với các nước Đông Nam Á. D. Xây dựng và huấn luyện quân đội sẵn sàng chiến đấu. Câu 4. Thành tựu lớn nhất mà nước Xiêm đạt được trong công cuộc cải cách, mở cửa đất nước là giữ được nền độc lập và chủ quyền đất nước, tạo cơ sở để xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước Xiêm trở thành một cường quốc về quân sự.